Nhân chào quý anh chị. Tiếp theo, giống như video mà Nhân đã hứa ở cái căn nhà trước, thì lại một cái căn nhà, nó cũng gần 7 kỳ quan. 7 kỳ quan mình công viên 7 kỳ quan thế giới của khu dân cư Cát Cờ Của Sinh, xã Đức Lộc Hạ, Đức Hòa, Long An. Nó cách khoảng chừng 100 mét thôi. Đó mình thấy 7 kỳ quan. Ở đây là hướng căn nhà là hướng Nam nè. Thì cô chú anh chị mình thuộc khu mạng Đông Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch mình bao gồm là hướng hướng Nam, hướng Đông, hướng Bắc và hướng Đông Nam. Thì căn này là một trong những cái hướng của cô chú anh chị mình thuộc khu mạng Đông Tứ Trạch ha. Đường trước nhà thì cũng 6 mét lòng đường nè. Vỉa hè hai bên, mỗi bên là 2 mét, tổng cộng là 10 mét nha. Và căn nhà của mình là 6 phòng riêng, có sẵn cũng như hoàn công đầy đủ rồi. Mua bán là công chứng sang tên liền thôi. Về cái lối thiết kế của cái căn nhà đó, đầu tiên mình thấy cái mặt tiền ha. Mặt tiền thì nó khá là đơn giản, nhưng mà nhìn nó rất là nét nha. Nét nào ra nét đó. Thì căn nhà của mình là với diện tích là ngang 5 dài trong sổ là 9 mấy anh? 8 mét rưỡi không? Ngang 5 dài 8 mét rưỡi. Xây dựng là một trệt hai lầu và một cái sân thượng ở trên. Và dẫn mời vào trong ha. Khi mình bước vào căn nhà mình sẽ có một cái bộ cửa chính ở phía trước là cửa nhôm sinh pha kính cường lực là 4 cánh. Và cái tông màu của cái căn nhà này đó thì Nhân thấy là một cái tông màu nó hơi trung tính một chút xíu, hơi chậm một chút xíu. Thì như ở dưới nè, gạch thì màu trắng sữa, nó pha một chút xíu màu vàng. Còn ở cái phần tường á, tường thì anh sẽ sơn một cái màu gọi là cái màu trắng mà hơi ngã xanh một chút xíu. Tại vì trong cái video thì mình sẽ nhìn không rõ đâu, nhưng mà mình ra ngoài em nhìn sẽ rõ. Nhưng mà cái màu này nó rất là sáng và nó làm cho sang trọng ở nhà của mình. Và trên trần thì anh làm rất là nhẹ nhàng ha, rất là nhẹ nhàng thôi đó. Cái đó thì nói chung là mình cứ làm nhẹ nhàng thôi, khi mình vệ sinh nó dễ, nó không có bị khó. Ví dụ như mình làm cầu kỳ quá khi mình vệ sinh rất khó. Ở đây thì có cái bộ bàn ghế gỗ đó. Cái bộ này thì anh sẽ tặng lại hết cho chúng chị mình luôn. Thì cái khoảng không gian phòng khách là khi chúng chị thấy không, nguyên một cái bộ bàn ghế gỗ rất là lớn, nhưng mà cái khoảng không gian còn lại nó cũng ngồi rất là rộng đó, rộng rãi thoải mái luôn. Bên đây mình để tivi này kia là nói chung là rất thoải mái. Đây là nhà vệ sinh ha. Thì căn nhà này như mình thấy đó, khi mà bán nhà thì nó không có bếp. Thì Nhân cũng chia sẻ một chút xíu là cái ý đồ của anh á, anh chủ nhà đó, anh đang ngồi trước nãy Nhân nói chuyện á, thì cái phần này anh sẽ tức là nhường lại khi mà cô chú chị mình mua cái nhà này á, thì về cái phần này á là anh sẽ làm cho mình, nhưng anh sẽ làm theo ý của cô chú chị mình. Tức là mình muốn làm bằng gỗ cũng được, hoặc là mình làm bằng PDF cũng được. Nói chung là mình làm theo cái ý riêng của mình thích như thế nào là anh sẽ làm cái phần bếp riêng cho mình. Nó có khoảng không gian còn rất là lớn nha. Ví dụ như cái bếp ở đây á, thì cô chú chị mình có thể là như cái phần này nó còn rất là rộng nha. Mình ra ngoài mình nó thấy rộng, còn ở trong video nó không thấy đâu. Thì ở đây là anh có một cái bức tường sẵn nè. Ví dụ như mình làm cái bếp ở đây thì mình sẽ thiết kế thêm một cái bộ lam, một cái lam gỗ, nó cái kiểu mà nó ngăn biệt giữa cái phòng khách và cái phòng bếp. Nói chung cái ý mình thích như thế nào thì anh sẽ thiết kế riêng cho mình như vậy. Còn ở đây là mình sẽ có một cái lavabo, rửa tay, rửa mặt rồi này kia trên đây. Nó cách chứa này kia chơi ha, hoặc là ăn uống này kia đó. Còn đây nhà vệ sinh, đây nhà vệ sinh ở đây đủ hết, nó cũng bồn cầu, cũng có dồi sen rồi này kia đó. Cửa thì sinh hoa kính cường lực đó, đầy đủ hết cho mình nha. Rồi nhưng mà lên chơi. Rồi những cái phần dưới là anh sẽ để trống nè, nhưng mà lên đây anh có thiết kế cho mình thêm một cái trụ nè, cái trụ bằng gỗ sang trọng nha. Rồi lên lầu 1 mình sẽ có một cái phòng ngủ sau nè. Đó, phòng ngủ sau cũng rất rộng rãi thoải mái luôn. Ví dụ như mình thiết kế một cái giường ở đây đó. Còn cái khoảng ở trong đây là mình làm một cái
tủ rồi này kia, hoặc là kệ tivi, thì mình để cái giường nó dọc theo đó. Một phòng ngủ rồi tính giữ nhà vệ sinh ha. Em ngủ trước nè, nó ngủ trước thì rộng hơn xíu. Nếu mà rộng thì mình nói rộng nó cũng rộng thôi, nhưng mà có cái là nó vuông vức hơn. Ở đằng sau thì nó hơi, nói chung là nó theo cái đất á, nó còn trước vuông vức hơn nè, rộng rãi nè, thoải mái luôn. Nó giường ngủ này kia, đặt kệ tivi này kia, đây có ban công đó, tất cả cửa đều cường lực trên xoa hết nè, ống máy lạnh này kia anh chừa hết cho mình đó, về là chỉ cần lắp máy lạnh thôi. Còn cửa là bằng cửa nhựa, nhưng mà cửa này thì phá vân tay nha, phá vân tay. Còn cái này thì anh còn cái chung cái này là phải nhờ anh mới được, nó phá vân tay nó có chỉ hướng dẫn hết nè. Rồi tới nhà vệ sinh này đủ hết, có nam vô nè, có bồn cầu nè, rồi sen nè, còn ốp gạch thì phun tường hết từ dưới lên trên cho mình luôn. Hai phòng ngủ là một, cửa lầu hai như cái gì. Rồi lầu hai thì rồi cái lầu 2 và cái phòng ngủ sau thì như của chú chị mình thấy nó lạ lạ không, nó thông đằng sau. Thì đằng sau này á là cái căn nhà là căn của ảnh, căn của ảnh hiện tại anh đang ở luôn, thì nó làm như thế này, tức là anh đi quanh lại dọn dẹp thì kia nó dễ. Còn khi mà của chú chị mình á, mình về mình ở thì anh sẽ làm lại ảnh ngăn riêng biệt cho mình. Ở đây là cái tường 20, tức là cái tường của mình riêng, cái tường sau nhà của anh riêng, nó không có chung gì hết, riêng biệt. Kể cả cái sổ của ảnh đằng sau, sổ khác, đây mình sổ khác ha, chỉ cần mình về mua ảnh làm lại cho mình, riêng biệt của mình, không có dính líu gì hết. Rồi ở đây thì nó cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh chính giữa giống như cái lầu 1 ở dưới. Còn phía trước thì mình cũng sẽ có phòng ngủ cũng y dưới luôn. Mình sẽ có một cái cửa sổ này, cửa sổ dạng lớn nha. Khi mà chú gì mình mở cửa ra một cái là nhân nó giống như bây giờ nhân đang đứng là gió rất là phát, mở cửa là thông thoáng liền. Đây là khóa vân tay này, chắc anh chưa lắp điện hay sao, chưa lắp điện. Rồi lấy chân thử. Coi như căn nhà của mình một trệt ba lầu đúng không chị? Một trệt ba lầu. Đó, thì cái phần này là phòng thờ. Cô chú chị mình có thể là làm phòng thờ, làm phòng sinh hoạt chung, để đọc sách, để làm việc, này kia đó, riêng biệt. Hoặc là phòng thờ cũng được, nó theo ý mình thôi. Rồi, cái sướng nhất đó là cái khoảng không gian của cái sân thượng. Sân thượng khá là to. Sân thượng này nếu như mà cô chú chị mình đãi một cái tiệc gì đó mà nhỏ nhỏ, nó khoảng tầm 4 cho tới 5 cái bàn là ăn nhậu được kia thoải mái vô tư luôn. Hoặc là ví dụ 2 bàn, thậm chí là mướn dàn nhạc lên đây mình chơi riêng biệt của mình luôn, không đụng chạm tay gì, rất là sướng, rất là to. Rồi căn nhà này hiện tại là anh chủ nhà đang gửi nhân bán với cái giá là 2 tỷ 400 triệu, 2 tỷ 400 triệu, bao cho mình một cái phần cái bếp, cũng như là về giấy tờ sổ sách là anh sẽ lo hết trọn gói cho mình, nó chỉ cần mình về là mình ở thôi. Còn cái phần mà giá cả này kia mình sẽ gặp chính chủ của căn nhà này để thương lượng. Đó thì chủ là căn đó đất hồi nãy những giới thiệu giống gì đó. Đó đây là cái view, còn mình đứng từ vị trí này là có thể nhìn ra được thấy công viên 7 cây vàng thế giới của khu cư cá đồng sinh. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều nha, nãy giờ đã dành thời gian theo dõi video của nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video phía sau nữa, thì biết đâu video sau mình sẽ gặp được những căn nhà, những lô đất mà mình thấy thứ nhất là mình ưng ý, và thứ hai nó hợp với tài chính của mình, thì cứ trực tiếp liên hệ với nhân, thì nhân sẽ tư vấn hết mình cho chú chị luôn. Bây giờ nhân xin chào và hẹn gặp lại ở nhiều video sau.